Ngày 3 tháng 10, phim truyền hình mới của GTBC, Hush đã phát hành poster mới với sự tham gia của ánh đế Hợp Quang Jungmin và thành viên Juna của SNSD. Bộ phim nói về cuộc đấu tranh và những tình huống khó xử về đạo đức mà các phóng viên phải trải qua hàng ngày. Phim hiện đang lên sóng mỗi thứ Sáu, thứ Bảy, lúc 21 giờ Việt trên đài cáp GTBC. Sau 8 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, ông hoàng phòng vé hàng Hợp Quang Jungmin chọn tái xuất với Hush, Sự Yên Lặng Chết Người, hợp tác cùng visual quốc dân Juna. Tác phẩm cột mắt vừa phim xã hội GTBC này hướng đến bóc trần chuyện nghề và chuyện đời của các phóng viên một cách không đào to búa lớn mà vẫn thấm thía và ấn tượng, hứa hẹn trở thành một cái tên tiềm năng trong mùa phim cuối năm. Sức hấp dẫn khó có thể chối từ. Han Jun Hyuk, Hợp Quang Jungmin thủ vai, là một phóng viên lâu năm, từng làm ở ban xã hội, nhưng nay đã chuyển sang ban tin tức số, làm nhiệm vụ mà ta nói đơn giản là giật tít câu view. Còn Lee Ji-soo, Junan thủ vai, là tân binh dưới trướng Jun Hyuk, thuộc kiểu người dám nghĩ dám nói, có thành kiến với những phóng viên không chân chính. Một câu chuyện thầy trò giữa người hướng dẫn và tân binh trên con đường tìm kiếm ý nghĩa thật sự của công việc hoàn toàn không phải là mô típ mới mẻ, nhưng Hush vẫn có cách tạo nên những dấu ấn của riêng mình. Trong poster mới, Han Jun Hyuk và Lee Ji-soo đều nhìn về phía trước và đặt tay lên môi. Ánh mắt họ tỏa sáng như thể họ đang chuẩn bị nói với người xem điều gì đó. Cử chỉ shish của Han Joo Hyuk và Lee Ji-soo không chỉ thể hiện tiêu đề của bộ phim mà còn gây tò mò về cuộc sống thực tế của những phóng viên. Họ có rất nhiều điều để nói nhưng lại chọn cách im lặng vì tiền lương và cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó. Dòng chữ được viết trên cả hai poster là: cuộc sống của những phóng viên làm công ăn lương, những người làm việc để kiếm sống. Bộ phim không tập trung quá nhiều vào sự kiện mà đặt trọng tâm ở con người. Phim tái hiện công việc thường nhật của các phóng viên ở tòa soạn Nhật Báo Hàn Quốc với những nhiệm vụ từ vụn vặt như ngồi nhà giật tít đến khó nhằn như săn tin hối lộ. Với những con người từ đáng thương như một thực tập sinh có tài mà chỉ vì tốt nghiệp đại học nhỏ nên bị loại trừ, đến đáng ghét như những gã chỉ biết xu nịnh để thăng tiến. Hush mở ra một không gian văn phòng lắm xô bồ, gợi liên tưởng đến hiện tượng phim công sở Michael hồi 2014. Nhịp phim khá chậm và thiếu cao trào, nhưng lại cua lái khá mượt và thành công chơi đùa với cảm xúc của khán giả. Những gã sếp đều cán, những phóng viên bình thường tối mắt tối mũi với tin tức. Những thực tập sinh thường nhiệt huyết nhưng thiếu chút sỏi đời. Mỗi một cá thể đều góp phần làm không gian tòa báo trong phim thêm sống động. Với Hush, chúng ta không có nam chính khuôn ngầu dùng ngòi bút làm vũ khí. Jun Hyuk đã từng là một tay săn tin nhiệt huyết, không ngại khó khăn, đều bám các vụ tham nhũng tầm cỡ. Nhưng nay chỉ là gã trung niên bị giằng xé giữa lý tưởng và thực tế. Chúng ta có một nữ phóng viên tân binh đi phỏng vấn trả lời rất thành thật. Tuy ngòi bút mạnh hơn súng, nhưng cơm mạnh hơn ngòi bút. Làm việc mà đến cuối cùng để gia đình phải chịu đói thì có ý nghĩa gì? Vì chính nghĩa, vì công bằng là tiếng nói của nhân dân, phóng viên có thật là hoạt động vì những điều vĩ mô như vậy. Jung Ki-un, Yu Sun thủ vai, một người tự hào là phóng viên cộm cán của ban xã hội mà cũng phải lắc đầu thở dài. Ở đây nào có ký giả, đều chỉ là người làm công sống qua ngày mà thôi. Hush không tân bốc, cũng không dìm hàng nghề báo, không giáo điều cao xa, cũng chẳng cổ suý chuyện luồng lách. Hush chỉ tái định nghĩa nghề phóng viên là một nghề không thể nói dối mà vẫn được nhận lương. Nghe đơn giản thế thôi nhưng mấy ai làm được. Những nhân vật của Hush, người thì một tay nuôi hai con nhỏ vẫn xông xáo trên tuyến đầu. Người thì chật vật bao năm không được thỏa ước mơ thành phóng viên chính thức chỉ vì tấm bằng đại học hàng xoan. Người thì chỉ muốn ngày qua ngày có thu nhập đủ sống nhưng chẳng còn nhiệt huyết. Mỗi một người đều ôm mối lo và ước mơ riêng, đều phải chật vật gành gống trong guồng quay cuộc sống. Hush diễn giải những vấn đề thường nhật ấy một cách thẳng thắn. Dù cho nước mắt có rơi, cũng phải cầm thìa lên. Dù cho đắng cay và khó khăn đi nữa, vẫn phải sống và cố gắng tốt hơn ngày hôm qua. Thông điệp của Hush có lẽ chỉ đơn giản như thế. Một lần nữa đặt câu hỏi, sự im lặng đáng sợ đến mức nào? Với một nghề nghiệp nhiều gốc quốc nhiều phóng viên, sự im lặng là một điều gì đó tất yếu trong nhiều trường hợp. Sự im lặng giúp người ta cảm thấy an toàn, không gì biệt với tập thể. Hay xa hơn là thỏa mãn cho cảm giác nhẹ nhõm khi không bị trừng phạt dù phá luật. Đó có thể chỉ còn như chuyện lỡ làm hỏng cái bàn đánh bóng, nhưng cũng có thể tay trời như đăng tin giả bức người khác đến con đường tự vẫn. Khi xung quanh toàn là những kẻ điên nhảy múa, người bình thường lại hóa kẻ điên. Khi xung quanh, mọi người đều không lên tiếng. Kẻ lên tiếng chính là tự hại mình. Nhưng còn sự thật, ai cũng im lặng thì sự thật sẽ mãi mãi bị bắt nhốt rồi chìm vào quên lãng.
trọng tâm của Hertz chính là khai thác muôn vàn cách phóng viên đối mặt với sự im lặng đó. Có người hài lòng với kiếp ngậm miệng ăn tiền, có người vì tiếng nói lương tâm mà quyết định đứng lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai hoàn hảo, không có anh hùng bảo vệ công lý mọi lúc. Hertz chỉ muốn phản ánh công cuộc giằng xé với sự im lặng của những con người bình thường mà thôi. Giằng cast tài năng quyền lực của xứ Hàn. Hertz còn quy tụ được hàng loạt tên tuổi gạo cội quen mặt khán giả như Song Byung-hoo, Kim Kwon-hee, Park Ho-san, Joo-sun, Lee Seon-ju, thủ vai các phóng viên, mỗi người một cá tính không thể nhầm lẫn, tạo nên một tập thể đầy biến động. Dưới dàn tên tuổi dạng dày kinh nghiệm, nữ chính Yuna tỏ ra có chút lạc lõng nhưng may mắn là vẫn không quá chìm. Thực tế, dù là nữ chính, nhưng tuyến nội dung riêng của nhân vật Jisoo trong hai tập đầu vẫn chưa đủ ấn tượng. Còn spotlight tình tiết và diễn xuất lại thuộc về Kyung Soo-jin với hình tượng nữ phóng viên đáng thương Oh Soo-jin. Tin rằng Hertz cần phải tô điểm thêm khá nhiều cho nhân vật Lee Jisoo nếu muốn tầm quan trọng của cô thật sự được thừa nhận. Là một tựa phim không vô vập từ những phút đầu tiên, ưu điểm của Hertz là biết cách dẫn dắt cảm xúc khán giả và cố gắng tái hiện nghề phóng viên một cách chân thật, không hào nhoáng cũng không bôi bác. Hertz có thể không đủ thỏa mãn những người thích một bộ phim nhiều kịch tính, nhưng chắc chắn đáng xem và đáng ngẫm. Đơn giản một cách thấm thía mà không hề kém sức đánh động suy tư người xem. Hertz GTBC với sự tham gia của Yuna và ông hoàng phòng vé Hồ Quang Junmin. Hertz hứa hẹn sẽ mang đến những drama không phải hạng thường và được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành tích một khi trình chiếu vào dịp cuối năm 2020. Yuna. Im Yuna thường được biết đến với nghệ danh Yuna, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation và đảm nhận các vai trò Visual, Cantor và là gương mặt đại diện của nhóm. Trước khi đến với dự án phim hàng Hertz 2020, nữ diễn viên sinh năm 1990 vừa có một năm thành công với tác phẩm hành động Lối thoát trên không Exit, hợp tác cùng Jo Yoon-suk. Bộ phim từng phá đảo phòng vé và thu hút gần 10 triệu lượt khán giả, đồng thời giúp diễn xuất của Yuna được đánh giá cao hơn trước rất nhiều. Đây là màn tái xuất màn ảnh nhỏ của Yuna sau 3 năm kể từ khi nhà vua yêu The King Loves. Hồ Quang Junmin. Hồ Quang Junmin là một diễn viên Hàn Quốc. Anh là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất ở Hàn Quốc và đã tham gia một số bộ phim ăn khách như Ode to My Father, The Violent Prosecutor and The Wedding. Nam diễn viên sinh năm 1970 đã được xác định là nam chính của Hertz. Anh đồng thời sẽ là người hướng dẫn cho nữ chính Jisoo trên bước đường hoàn thiện bản thân. Anh là một trong ba người duy nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc có tổng lượt vé tích lũy hơn 100 triệu vé, đồng thời sở hữu hàng loạt giải thưởng giành giá đua cả Blue Dragon, Grand Bell đến Bé Sang.